Nhã Phương làm vợ của Cường Seven trong phim Lôi Báo. Cả hai có không ít cảnh tình cảm trong dự án điện ảnh mới nhất của đạo diễn Victor Vũ. Sau hơn 2 tháng ghi hình ở Đà Lạt, bộ phim Lôi Báo của Victor Vũ đang bước vào giai đoạn hậu kỳ, chuẩn bị cho ngày công chiếu vào tháng 10. Mới đây, nhà sản xuất đã tung ra một số hình ảnh hé lộ mối quan hệ của các nhân vật chính. Nhã Phương đảm nhận vai người vợ hiền của Cường Seven. Người đẹp tuổi thanh xuân kể, khi gặp nhau trên phim trường, Cường Seven đã nửa đùa nửa thật nói rằng anh không có cảm xúc diễn với cô. Tôi rất hoang mang vì câu nói của anh ấy. Thế nhưng trong quá trình tập luyện và diễn chung, cả hai bắt đầu ăn khớp và hợp rơ hơn, cô cho biết. Cuộc sống vợ chồng của Nhã Phương và Cường Seven đang hạnh phúc thì một biến cố đã xảy ra làm thay đổi mối quan hệ của hai người. Cường Seven dần trở thành một người khác khi có sức mạnh siêu thường, anh phải chống lại cả một thế lực đen tối. Vũ Ngọc Anh là người thứ ba xen vào cặp đôi chính. Cô có không ít cảnh ôm ấp và giường chiếu với Cường Seven. Tôi với Nhã Phương và Ngọc Anh thân nhau cả ở ngoài đời. Sau các buổi quay, chúng tôi thường đi ăn uống cà phê với nhau. Tính Ngọc Anh như con trai xề xòa nên chúng tôi hay trêu nhau lắm. Còn Nhã Phương cũng rất dễ mến. Nhân vật Tâm luôn giằng xé giữa hai cô gái nên chúng tôi có rất nhiều cảnh chung. Cả ba chúng tôi trao đổi với nhau rất nhiều để có sự tương tác trong cảnh quay. Diễn tâm lý thì khó nhưng đến cảnh tình cảm lại rất tự nhiên vì hai bạn nữ đều xinh xắn. Cường Seven chia sẻ về hai bạn diễn. Phim Lôi Báo còn có sự tham gia của các nghệ sĩ Hoàng Sơn, Quách Ngọc Ngoan, Nguyễn Chánh Tính. Tác phẩm dự kiến ra rạp vào ngày 6 Tây tháng 10. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!